Xin chào các bạn. Hôm nay vợ chồng mình để đến Hồ Tây Hà Nội. Các bạn thì tự đến Hồ Tây Hà Nội tham quan một lần, không biết đó là đáp Mỹ và chụp là nha mọi người. Ok, hiện tại Cường đang có mặt ở Hồ Tây nha. Hai vợ chồng mình đang ở mặt Hồ Tây Hà Nội. Không khí rất là mát mẻ. Đó, hồ rất là bao la luôn. Đây, Cường sẽ quay một vòng cho các bạn xem nha. Đó, thấy chưa? Rất là mát luôn, rất là đẹp luôn. Đẹp đây. Lắm. Thấy chưa? Hồ Tây Hà Nội. Thôi, nè. Đẹp, rất là đẹp. Đó, thấy chưa? Xe cộ chạy vòng vòng luôn. Đây. Đó, Hồ Tây Hà Nội. Ok, bây giờ mình sẽ đi, hai vợ chồng mình sẽ đi một vòng Hồ Tây. Đây thôi. Hồ Tây Hà Nội rất là đẹp. Một vòng. Ok, ok, ok. Đẹp lắm nha mọi người. Các bạn hãy đến Hồ Tây Hà Nội để thưởng thức những cơn gió mát. Đó. Rất là đẹp. Đây, phía sau Cường đó là một ngôi chùa. Đó, ngôi chùa có một cái tháp rất là đẹp. Đó, chùa này nổi tiếng ở Hà Nội, Hồ Tây nha các bạn. Đây,